năm nay sang Lào thì em biết là khi bước chân đến Lào thì toàn bộ đi khá là mệt mỏi, và đã chuẩn bị tinh thần bước vào trận đấu sắp tới. Trưa nay ăn những cái món ăn rất là giống ở bên Việt Nam mình thường xuyên ăn, và có khá là nhiều lựa chọn để cho mình có thể ăn uống một cách thoải mái nhất. Phòng ốc thì hai người ở một phòng, và em nghĩ điều kiện phòng này là phòng thuộc loại tốt so với ở Việt Nam cũng như là ở các nước em từng đi. Em nghĩ đây là cái khó khăn rất là lớn đội tuyển Việt Nam mình, vì cái sân này rất là cứng, khi em đi vào thì thực sự là cảm giác như đi gần như là đi trên bên sân bê tông vậy, nên là em nghĩ là cái khó khăn này sẽ là một cái khó khăn rất là lớn của đội tuyển. Huấn luyện viên có nhắc chúng em là không nên quá sức vì cũng mới sang nên cơ thể cũng đang mệt mỏi, dễ gây tới chấn thương. Hiện nay toàn đội thì cũng đang chuẩn bị rất là nhiều phương án để có thể chơi trận đấu sắp tới, nhưng toàn đội đi chuyến này thì cũng rất là cố gắng để có thể kiếm chọn 3 điểm, nhưng em nghĩ là sẽ khó khăn vì đây sẽ là một trận đấu trên sân khách. Cái giải đấu này là cấp độ đội tuyển rồi, nên đây là cũng là lần đầu tiên em thi đấu dưới cấp độ đội tuyển của mình, thì em nghĩ khá là hơi căng thẳng một chút khi chuẩn bị bước vào giải.